trưởng lão Việt Nam. Vâng. Anh chị đã nhận sự đồng lên để lấy sức phong phù để chị em không đau không chảy máu. Các em đã thấy một nghị lực như anh chị bất nhiên. Anh cũng bị tập từ nhỏ đi lại cũng rất là khó khăn, nhưng anh cũng rất buồn vì anh muốn cấp sức đến trường học thật nhiều thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ kỹ sư nhà nhân viên lớn để cho cuộc sống của anh đỡ vất vả hơn. Nhưng vì mồ côi cha mẹ, cuộc sống nghèo khổ, anh không đủ khả năng đi học nên anh cũng rất là buồn vì không được học giống như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng anh chị biết nhà hôm nay đã trở thành người con của trung tâm giáo đạo, anh đã giúp được cho mình và anh cũng có ích cho xã hội mà chủ cái nghề của mình là nghệ thuật công phu trên là. Vâng, anh chị biết nhà đặt xin chúc mừng lâu xin qua gia đình nếu như tin đã vào da thì rất là đau và cũng như dập gai cũng rất là nhức nhối. Nhưng với sự bất chen, em đã thành công trên con đường nghệ thuật của mình và em đã xin được chiếc lưỡi cao qua ngày ước hầu. Và chúng ta đã xem đã thấy từ ngày trên cô tiến tìm mình, còn bây giờ tận mất tận nơi và chúng ta có hình thoại cứ quay cả ngoài chụp ảnh trực tiếp và ngay tại trong trường của chúng ta. Anh chị đã tiếp tục gửi đến trên đảng Việt Nam. Các em đã thấy một kỷ lực của anh vươn lên thắp sáng được ước mơ của mình. Và trung tâm thế nào dạy nghề đã nuôi dạy được em học kiếm kiếp. Về mỗi buổi sáng hôm nay các em đã nhìn thấy một những kỷ lực của trung tâm và các anh đã vươn lên chính mình. Vâng, xin bất ngàn đang cố gắng em mà để nâng chiếc chậu này lên. Và chúng ta đều học sinh chúng ta tiếp xúc nhanh một chào với thầy thật lớn. Vâng, cố gắng lên nào. Xin bất ngàn đang cố gắng đã đưa chiếc chậu nặng nề này lên khỏi mặt đất rồi. Vâng, anh đang cố gắng sợi dây gỗ đang chịu nặng xuống. Vâng, anh đã đứng thẳng người. Vâng, cố vũ nhanh một chào với thầy thật lớn. Đã kèm cả bắt được và tiết mục này thì nhắc nhở các em học sinh chúng ta không nên học theo, nhớ chứ à. Chúng ta đi xem và chúng ta đi xem anh thì bắt kèm thì anh dùng những tiết mục rất là đau với sợi da gỗ anh đang chịu nặng. Vâng, khi bắt kèm là thành công và sau này thì bắt kèm sẽ hạ chiếc chậu xuống. Vâng, giờ mình đang trở lại sân khấu và ông cha truyền lại đã làm cho khuôn mặt của Quang Huy bị dị dạng. Quang Huy bị dị dạng khuôn mặt vì nhiễm chất độc da cam. Em nói không được rõ và cũng không tiếp thu được rõ. Em cũng mơ ước cấp sắc đến trường giống như bạn bè cùng trang lứa, nhưng vì em không đọc được, em không nói được nên em cũng không được cấp sắc đến trường. Quang Huy không biết chữ và em cũng không nghe được rõ. Quang Huy rất là buồn, rất là mặc cảm với bản thân vì thua bạn bè. Em không biết chữ nhưng em giỏi cho mình một cú nghề, đó là một nghệ thuật chiếc thăng bằng xe đạp trên đài cao. Em đã đạt huy chương tại trung tâm giáo đạo dạy nghề và anh cũng được đi biểu diễn phục vụ bà con trên khắp mọi miền tổ quốc. Như là cùng đón xem và cổ vũ cho Quang Huy qua bàn trình diễn chiếc thăng bằng xe đạp này. Đã Quang Huy đang rơi chắc khỏi đài leo lên trên chiếc xe rồi. Và Quang Huy hãy cẩn thận, hãy cẩn thận và hãy bình tĩnh để chiếc thăng bằng. Quang Huy đang bảo hiểm với quà bỏ chạy
độ. Trên tàu không gian bảo điện, ở dưới không có cái đờ, nhìn Quang Ly cũng sẽ vượt qua. Bam! Quang Ly đặt vui tay ra và được giữ được độ thăng bằng của chiếc xe. Và những tiết mục này các em học sinh thế là không nên học gì, thế là không đủ điều kiện để học những tiết mục nguy hiểm này. Và các em có muốn giỏi, có muốn giỏi như các con ở đây thì chúng ta hàng ngày có sớm đến trường được nghe lời thầy cô giảng dạy, chúng ta học thật nhiều và học thật giỏi để sau này ước mơ của chúng ta sẽ thành hiện thực. Vâng, Quang Huy thẳng thật Quang Huy đặt đồ với sự cân bằng của chiếc xe và em chiếc xe quay với cô bay đến đây mà chúng ta cổ vũ cho Quang Huy và dòng tay thật lớn. Bọn mình lại không chứ. Ngày xưa anh học câu này anh cũng khóc rất nhiều vì anh sợ độ cao nhưng không muốn học. Nhưng vì thương mẹ, mẹ Quang Huy bị bệnh tim rất nặng nên Quang Huy cũng có khắc phục qua bao nhiêu khó khăn để đem lại niềm vui cho mẹ mình. Và Quang Huy đã đi điều trị phục vụ bà con, cũng góp nhặt những tấm lòng vàng để đem về lo cho mẹ mình thuốc thang hàng ngày. Và các em đã thấy các anh chị ở đây là những mảnh đời thiệt thòi sinh ra không được may mắn, nhưng các anh chị cũng nỗ lực vươn lên vì chúng ta không ngại buồn gì cứ mỗi ngày cấp sắp đến trường được nghe lời thầy cô giảng dạy, đó là ước mơ hạnh phúc của chúng ta, sau này chúng ta sẽ có ích cho xã hội. Vâng, Quang Huy đang chui người qua khung xe. Đó là một động tác rất là khó với Quang Huy. Và Quang Huy cũng đang cố gắng dùng người qua khung xe nhỏ hẹp này với phần ngực dày đồ sộ của em. Vâng, Quang Huy đã lò qua rồi. Rất là xuất sắc, em đã thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Và tiếp tục với Quang Huy.